ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh có trụ sở tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội, tiền thân là hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp từ thời bao cấp. Từ khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, công ty chuyển dần từ kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp sang kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của công ty vẫn là nhập khẩu và phân phối đạm. Từ năm 1993, công ty đã là một trong những đầu mối nhập khẩu phân bón cho cả nước với sản lượng kinh doanh hàng năm từ 600 đến 800 ngàn tấn, trong đó phần lớn là sản lượng phân đạm ure, kali. Từ năm 2000, công ty bắt đầu sản xuất phân hỗn hợp NPK gồm nhiều chủng loại khác nhau để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, không những trên địa bàn Hà Nội mà còn ở các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Với mục tiêu và phương châm chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, phục vụ nhanh, đáp ứng đủ, công ty đã đạt giải thưởng doanh nghiệp vì nông dân. Và xuất phát từ cái phương châm kinh doanh và phục vụ công ty là gì? Là chất lượng tốt, giá cạnh tranh, phục vụ nhanh, đáp ứng đủ. Thì công ty chúng tôi luôn luôn cố gắng là đảm bảo dự trữ cái nguồn hàng dồi dào và phong phú gồm tất cả các chủng loại để đáp ứng kịp thời cái nhu cầu của nông dân ở mọi miền đất nước với cái giá cả cạnh tranh nhất và chất lượng đảm bảo nhất từ nhà máy hoặc là từ cái bến cảng nhập khẩu đến tận tay người nông dân. Hà Anh là nhà nhập khẩu và phân phối đạm lớn nhất cả nước với khách hàng là tất cả các công ty vật tư nông nghiệp trên toàn quốc, doanh thu hàng năm đạt trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà Anh còn xuất khẩu trên 300.000 tấn gạo, nhập khẩu sắt, thép, xe máy, máy nông cụ. Công ty luôn có chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường cũng như hỗ trợ cho người nông dân.